hùng rồ, tiêu ngạo. Có một anh chàng, một hôm đang đi nhặt lá đá ống bơ, thì nhặt được một quyển bí kíp. Nghi là võ học thượng thừa nên anh ta giấu mang về nhà đọc. Trang mục miêu tả về võ công, có thể hô mưa gọi gió, độc bộ thiên hạ, đưa người ta lên đỉnh cao của võ học. Trang 2, cần phải tự cắt của quý mới có thể luyện. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, anh ta hạ quyết tâm vùng đao tự cắt của quý. Xong việc anh nén đao đọc tiếp bí kíp. Trang 3, không cắt của quý cũng không sao. Anh ta điên cuồng, nổi lửa lên đốt ngay quyển bí kíp. Khi sách cháy gần hết, trang cuối quyển bí kíp bay ra, chàng trai đưa mắt nhìn. Trang cuối viết, nếu đã tự cắt của quý, thì sau khi luyện thành bí kíp, của quý sẽ tự mọc lại. Hai vợ chồng nọ chết xuống âm phủ, sau khi đi qua bao nhiêu cửa ngục, lãnh chịu biết bao cực hình, khi đến cửa ngục kế tiếp thì Diêm Vương phán. Hai người lúc sống đã phạm nhiều tội lỗi, trong đó có cả tội ngoại tình. Ngoại tình tuy tội không nặng lắm nhưng cũng phải chịu phạt. Hình phạt đó là phải bị kim đâm, cứ ngoại tình một lần thì bị đâm một cái. Nói vừa dứt lời, Diêm Vương gọi quỷ sứ mau đưa hai tội phạm này vào chịu phạt. Lúc đi chồng dặn vợ, anh không tốt với em, anh rất có lỗi với em vì đã ngoại tình 9 lần. Em là một người vợ rất ngoan hiền, đứng chờ anh ở đây nhé. Dạ, vâng ạ. Anh chồng vì đã ngoại tình 9 lần nên phải chịu bị kim đâm 9 cái. Sau khi chịu phạt xong, vừa ra ngoài anh ngó quanh không thấy vợ mình đâu, liền hỏi. Thưa Diêm Vương, vợ con đâu rồi ạ? Diêm Vương liền trả lời. Vợ ngươi đang nằm trên mái mây kia kìa. Có một gia đình gửi con đến học đạo ở chùa nọ, do một thầy tu chủ trì, có pháp danh là Thích Tập Tạ. Một hôm người con về than vãn, ngay lập tức hai bố mẹ đến chùa trách thầy tu. Này thầy tu, sao ông lại chửi con tôi? Mô Phật, Bần Tăng chưa chửi ai bao giờ. Và ông còn đánh con tôi nữa. Mô Phật, Bần Tăng chưa đánh ai bao giờ. Tôi bực lắm rồi đấy, ông muốn đánh nhau hả? Mô Phật, Bần Tăng chưa ngán ai bao giờ. Có một anh chàng có cô vợ ngoại tình, anh ta mới lấy điện thoại của vợ, nhắn tin cho tình nhân của vợ để thử. Anh ơi, mình tạm ngưng liên lạc một thời gian anh nhé, lão chồng em bắt đầu nghi ngờ em rồi. Xin lỗi, anh có quen em đâu. Vậy thì tốt, anh không việc gì rồi, tôi là chồng cô ấy, thử anh tí thôi, để tôi tìm thằng khác. Ôi, vãi xít. Hít, chồng em thử anh đấy. May mà anh không lỡ mồm nói ra chuyện chúng mình, anh giữ kín chuyện nha anh. Nhầm người rồi má, ai quen cô? Vẫn là tôi đây, tôi là chồng của cô ấy. Thử lại cho chắc ăn thôi. Trên một chuyến tàu về quê, có một anh trai và một chị gái ngồi đối diện nhau. Chị gái ăn mặc đồ có phần phóng khoáng, cổ áo trễ tương đối. Anh trai bị sổ mũi liên tục, xì mũi lau bằng giấy và vo vào búng lung tung, vô tình một viên giấy lọt vào cổ áo chị gái. Chị gái giận tím mặt, nhưng anh trai tỉnh bơ nói. Một không em nhé. Loay hoay một hồi, chị gái phát hiện ra anh trai quên kéo khóa quần, lặng lẽ vo viên giấy, chị gái búng chui tọt vào quần anh trai. Chị gái đắc thắng, một đều nhé. Anh trai bình tĩnh đáp. Không em ơi, đập cột dọc bực ra. Con dâu ăn mặc khá mát mẻ, đang ngồi nhặt rau, vô tình ngước lên thấy bố chồng, đang ngồi xem thời sự quốc tế gần đó, cứ nhìn trộm mình. Con dâu bực mình hỏi. Tình hình thế giới có gì không ba? Ba chồng giật mình, nhưng cũng kịp trả lời. Áo đang tuột dốc, mông cổ sờ hở. Tình hình của ba đang rất căng thẳng. Cô vợ đi du lịch miệt vườn về, khoe với chồng. Anh ơi! Hôm nay em đi chơi rất vui, còn được thưởng 500 ngàn nữa. Chuyện là thế nào, kể cho anh nghe với. Người ta tổ chức thi hái xoài, mà em là người hái nhiều nhất. Em bị lừa rồi, chúng thấy em mặc váy ngắn, nên thách đố nhau, coi em mặc quần lót màu gì đấy. Em biết chứ, vì vậy trước khi leo cây, em cởi quần lót ra trước, không cho chúng nó thấy quần lót của em.